Dạ Dũng Nhí, trước tiên Dũng Nhí xin kính chào các cấp lãnh đạo của huyện Cần Đước và tất cả bà con. Xin kính chúc các cấp lãnh đạo và tất cả bà con thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay theo cái lịch poster đặt thì hôm nay Dũng Nhí cũng đến đây cùng diễn hài với lại danh hài Tấn Beo. Nhưng mà anh Tấn Beo bị bệnh đột xuất, anh khang tiếng không diễn được. Nhưng anh cũng vẫn có mặt đến đây để dự buổi phát quà của Sang. Xin quý vị cho anh Tấn Beo một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ. Anh khang tiếng không diễn được nhưng mà cũng vẫn đến có mặt. Dạ. Thì thôi Dũng Nhí cũng xin thay mặt anh Tấn Beo kính gửi đến tất cả quý vị bài tân cổ của Cố Xuân Dạ Diễn Châu, bài hát được mang tên Người Điên Yêu Trăng. Trăng ơi, trăng ơi, bao đêm rồi ta nhớ dân trăng, sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn tiền lớn đắt nhất khi mai. Sao bỗng nhiên ta thèm khát vị men cay, uống từng ngụm cho say. Đừng tính nữa, hãy rót đi em, hãy rót đi em, ta đang chờ em đó. Rượu cạn rồi ta nằm giữa ta mang. Đừng còn ta loạn buồn, khóc cho mình sao số kiếp quá tang thương, cười cho nhân thế sao nay
dời.